Hello các anh em, chào mừng mọi người đến với video theo của mình. Nói thật là cái khoảng thời gian này thì thời tiết nghe có vẻ rất là buồn cười. Mình thấy bấy người em của mình ở trong Sài Gòn thì đang kêu nóng chết cha chết mẹ. Nhưng mà ngoài này thì nó cứ lạnh này, xong lại nồm rời ẩm ướt, xong bắt đầu lại lạnh, xong lại nồm rời ẩm ướt. Nói chung là một cái vòng lặp rất là khó chịu và nói chung là chán vãi cả chưởng. Đó. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến cho các anh em một số những chai nước hoa. Thì nó sẽ có hai đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên đó là nó có một cái hiệu chỉ số an toàn rất là cao. Đó. Nó có thể không phải là những cái mùi hương xuất sắc, nó không có thể không phải là những cái mùi hương góc cạnh, nhưng đổi lại chúng ta sẽ có một chỉ số an toàn rất là cao. Và những người đối diện khi mà ngửi những mùi hương này thì chúng ta sẽ tạo ra cảm giác người đối diện một cái cảm giác đó là sạch sẽ, lịch sự và khá là nam tính đó. Thì bởi vì mình nghĩ rằng trong mọi bộ sưu tập nước hoa chúng ta luôn luôn phải có những cái chai nước hoa như thế, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng cần những cái mùi hương táo bạo, không phải lúc nào chúng ta cũng cần những cái mùi hương ào ạt. Nó sẽ tùy từng dịp mà sẽ có những lúc chúng ta cần những cái mùi hương nó có thể không phải là quá là kỳ lạ, nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ đạt được một cái chỉ số an toàn rất là cao. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ đến với những anh em những cái chai nước hoa như thế. Ok, cùng anh em mình, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của nhà Tele, và nó có tên là Tele de Hermès Algibri. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của dòng nước hoa Tele de Hermès, và cùng với sự pha chế của một perfumer. Chị này cũng đã pha chai nước hoa H24. Thì để nói về chai nước hoa này, mùi hương của nó như thế nào, thì đối với mình nó là sự kết hợp giữa hai chai nước hoa, đó là H24 và Tele de Hermès. Nếu như anh em nào đã từng ngửi chai H24, chúng ta cảm giác là cái mùi hương nó rất là thơm, và nó giống như kiểu cái nước xả vải khi mà chúng ta giặt quần áo ấy, thì cái mùi thơm của nước xả vải đã bốc lên. Thì chúng ta xì chai nước hoa này, chúng ta sẽ cũng có một cái gì đấy giống với H24 đó, và sau đó là cái vetiver. Vetiver ở đây nó không quá là khô, nó không quá là già, mà rất là vừa đó. Thì với mình đây là một chai nước hoa khó có thể gọi là đỉnh cao, nhưng đổi lại nó rất là dễ sử dụng, dễ ngửi, dễ, nói chung là dễ cho tất cả mọi cái chúng ta định khi mà xịt đó. Chúng ta đi đâu cũng được, chúng ta làm cái gì cũng được, xì chai nước hoa này mình nghĩ rằng nó rất là an toàn, rất là an toàn. Do vậy nếu như mà chúng ta muốn một cái mùi hương nào mà gọi là đa đa mặt trận thì đây, Tele de Hermès Algibri. Ok, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Burberry mà nó có tên là The Weeknd. Phải nói rằng đây là một chai nước hoa mà nó đối với mình cảm giác rằng mình phát hiện ra cái nốt hoa thường xuân, mình không nghĩ là nó đẹp đến như thế. Thông thường thì những cái chai sử dụng nước hoa có tông trái cây citrus, cam chanh chẳng hạn, thì hiện tại thì mình thấy đa phần đều là thuần thiên về mùi trái cây, ví dụ như là mùi cam hoặc là mùi chanh gì đấy đó. Nhưng ở chai nước hoa này thì nó kết hợp cùng với cái nốt hoa thường xuân, cho nên là bản thân mình khi mình ngửi mình sẽ cảm thấy một cái gì đấy, nó có một cái chút gì đấy thảo mộc đó, giống như cảm giác chúng ta ngửi một quả cam hoặc là một quả chanh, nhưng nó sẽ giống như kiểu một cái khu vườn đó, kiểu như thế. Thì đấy là một cái lý do mình rất là thích chai nước hoa này, và đấy cũng là một cái mình khá là đáng tiếc, bởi vì có thể là nó là một sản phẩm của nhà Burberry, cho nên là nó không được quá là được phổ biến một cách rộng rãi. Mình biết là cũng có nhiều người biết, thế nhưng mà dù sao thì mình vẫn là đáng tiếc. Mình nghĩ là nó sẽ phải xứng đáng được biết đến nhiều hơn, nhưng mà không sao. Thì nếu như anh em nào muốn một cái chai nước hoa mùi nó có thể không phải là quá là xuất sắc, nhưng cứ lấy ra và xịt thì đây, Burberry The Weeknd. Ok, chai nước hoa thứ ba, đây là một sản phẩm khá là lâu rồi mình mới nhắc đến, đó là Gucci Made to Measure. Để nói lại một chút câu chuyện tại sao mình biết chai nước hoa này, thì
cụ em họ mình ngày xưa nó dùng chai nước hoa này, và nó là một đứa nhìn rất là thư sinh, chuyên mặc áo sơ mi trắng. Và khi mà nó dùng xịt chai này, mấy lần mình cũng đã thắc mắc rồi, mà không hiểu thằng này nó dùng cái mùi gì mà tất nhiên thì không phải là quá đặc biệt, thế nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với cái style của nó, kiểu thư sinh ấy, mặc áo sơ mi. Thế mình mới hỏi nó, thế mày dùng chai gì đấy? Mà nó bảo là em dùng con này. Cho nên nói lại ở đây, anh em nào mà có một cái kiểu gì thư sinh, nói năng gọi là nhẹ nhàng, lịch sự, và chúng ta muốn một cái mùi hương nó phù hợp với cái phong cách của chúng ta, anh em nên nhớ rằng nước hoa tạo ấn tượng hay không nó phụ thuộc vào cái phong cách của chúng ta, chứ không bao giờ có cái chuyện một chai nước hoa nó có thể định hình lại để cho các anh em, mà các anh em sẽ là người định hình, chúng ta sẽ là người khiến cho nước hoa tỏa sáng, chứ không phải nước hoa sẽ giúp cho chúng ta tỏa sáng, thì là không phải. Chúng ta phải hiểu cái phong cách của chúng ta. Cho nên mình nói lại đây, nếu như anh em nào mà có một cái phong cách như mình vừa giống thằng cu em họ mình thì ok, Gucci made to measurement. Đây không phải là một mùi hương xuất sắc nhá. Mình nói lại, nó không phải là một mùi hương xuất sắc, nhưng mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp với các anh em nào kiểu thư sinh kiểu như thế. Ok. Chai nước hoa thứ 3, Gucci made to measure. Measure hay measurement nhỉ? Measure, ok. Chai nước hoa thứ 4, đây là một sản phẩm khá lâu rồi mà mình không thấy mọi người hay nhắc đến nhiều. YSL Lom. Đây là một chai nước hoa bị đánh giá luôn luôn thấp phía sau YSL, YSDP hoặc là Line de Lom. Đó, đấy là những chai nước hoa mà mình thấy mọi người hay nhắc đến khi nói về nhà nước hoa YSL. Còn với sản phẩm này thì khá đáng tiếc, bởi vì với cái sự kết hợp giữa bạch đậu khấu và gừng, nó tạo nên một cái tông mùi rất là nam tính, rất là lịch sự. Đó, cực kỳ thích hợp sử dụng trong những môi trường không gian hẹp, nhưng mà gần như không thấy được quá là nhiều người sự nói đến, thì nói chung đấy cũng là một cái sự đáng tiếc. Cho nên anh em nào mà muốn một cái mùi hương mà dùng trong những cái phạm vi không gian hẹp thì đây, YSL Lom rất xứng đáng, anh em nên thử. Đó, chai nước hoa thứ 4. Chai nước hoa thứ 5, đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Gio Eau de Parfum. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của Acqua di Gio, phiên bản EDT, và nó đã thay đổi khá nhiều về mùi hương. Nó không còn là cái hương quả cam chanh nữa, mà là hương nước biển, cho nên là nó sẽ rất là mát mẻ khi mà sử dụng. Và một cái điểm nữa đó là cái hiệu năng mùi nó đã được cải thiện rất là nhiều. Đó, nó không còn bám kém như là bản EDT nữa. Thì anh em nếu mà sử dụng chai nước hoa này thì Acqua di Gio thì quá là nổi tiếng rồi. Do vậy nếu như anh em nào mà muốn một cái mùi hương đa dụng, nhẹ nhàng thì đây, Eau de Parfum, anh em có thể lựa chọn. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn chia sẻ đến với các anh em, đó là Prada Loam. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của dòng Prada Loam, và nó có những cái cải thiện mình đánh giá rằng cũng khá là ổn. Bởi vì với Prada Loam nó có một cái nhược điểm, đó là với những người mà mới ngửi thì đôi khi sẽ có những người cảm thấy rất là ngái ở mũi, bản thân mình cũng thế. Và điều đó đồng nghĩa rằng nó sẽ cần được một thời gian ngắn để làm quen. Thì với Low Loam này thì nó đã sử dụng gừng, một chút cam và bột gỗ, thì nó mịn hơn, nó dễ ngửi hơn và nó mịn hơn. Nhưng mà có lẽ bởi vì là Prada Loam quá xuất sắc, có thể là như thế, cho nên chai nước hoa này cũng không phải là vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên thì mình sẽ vẫn list ra, anh em nào muốn tìm hiểu thì đây, Prada Low Loam cũng vẫn là mang một cái phong cách của Prada, lịch sự, nam tính. Ok, vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 6 chai nước hoa mà nó có độ chỉ số an toàn rất là cao, dùng có thể gọi rằng là tạo nên một cảm giác sạch sẽ, nam tính và không sợ gây khó chịu cho mọi người. Ok, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.